Có mùi gì nhỉ? Ôi trời, cái gì đấy gấu? Có gì đâu. Đấy, vì thương nó nên mình muốn cho nó ngủ cùng ở trong phòng. Thế mà giờ nó phá hoại như này đây mọi người ạ. Phòng đầy mùi rồi. Có gì đâu ông già. Lại còn cười nữa à? Thì thôi. Chỗ này mùi hôi quá. Cả ổ của nó cũng thế. Lại còn đi vệ sinh ra ngoài thế này nữa. Như nào đấy gấu? À, làm như nào bây giờ? Ông già, hôm trước cái này không nhớ à? Ừ ha. Hồi một tí đã kêu rơi kêu đất. Thế mà bảo thương mình, yêu mình. Xong lại cáu mình. Giờ bố mới nhớ. Test thử xem nào. Chỉnh hết mọi ngông ngách. Xong. À mà khoan đã, còn thiếu cái gì nhỉ? À quên mất con đấy. Hay quá ha. Giờ thì không còn mùi gì rồi mọi người ạ. Cái xịt này là cái không mùi mà lại còn an toàn. Xịt thẳng vào cuốn của mình luôn thoải mái. Kể cả cuốn có xước da dị ứng, mẩn ngứa thì xịt thẳng vào để sát trùng luôn. Không gây hại gì, hàng hit đấy. Mọi người tham khảo sản phẩm này ở phần đầu kênh của mình nhá. Bye.